phần thứ hai chương trình Nhịp Sống Quanh Ta xin được tiếp tục. Khi nãy thì chúng ta có thảo luận về cái vấn đề là quyền lợi tức của các sắc dân. Và chúng tôi xin lặp lại là cái lợi tức nó mà theo cái bản nghiên cứu này đánh giá đó là người Ấn Độ có lợi tức cao nhất thưa anh, là 89.000 cho một năm. Trong khi đó nếu mà mình so sánh với cái cộng đồng da trắng để mà mình có một cái số để mà mình so sánh đó, thì cộng đồng da trắng là 54.000 đô la một năm. Tức là bằng với lại cộng đồng người Việt tị nạn của chúng ta. Vâng, vâng. Bởi vậy nên chị theo như em thấy đó, mặc dù cái bản nghiên cứu này nó cho mình thấy rằng là mình hơi yếu kém hơn với những cái cộng đồng bạn, nhưng mà so với cộng đồng chính thì mình vẫn là ngang ngửa. Cho nên em nghĩ cái đó là một cái điều rất là tích cực và cho mình biết rằng là mình đang sát cánh với không thua gì với cộng đồng bản xứ, thưa phải không thưa anh và thưa chị? Dạ vâng, chúng tôi xin tổng kết lại là qua cái bản thống kê này cho thấy là người Ấn Độ có cái lợi tức cao nhất là 89.000 một năm, và lợi tức thấp nhất là người Đại Hàn là 50.000, và lợi tức của người Việt Nam là 52.000. Và cái số học thức mà cái chiều dài học ở trong trường đó thì người Việt Nam có số thấp nhất là 11.8 năm, trong khi đó cao nhất là người Ấn Độ tới 15.5 và những cái sắc dân khác. Thì nói tóm lại là bản thống kê này cho biết là người Việt Nam của chúng ta có những cái trở ngại khó khăn, cho nên chúng ta sẽ khắc phục. Nhưng mà thưa anh và thưa quý khán giả, như chúng ta biết đó, là cộng đồng chúng ta là cộng đồng non trẻ trong một cái thời gian rất là ngắn, nhưng mà những cái thành quả đến trong cái cộng đồng của chúng ta rất là nhiều. Bây giờ chúng tôi xin đơn cử là có những người rất là trẻ mà đã thành đạt ở đây và trở thành tỷ phú, thì chị Sơn Kim nghĩ sao? Vâng, thì cái người tiêu biểu đầu tiên thì chúng tôi xin được đơn cử để gửi đến quý khán thính giả, đó là anh Trung Dũng. Anh đến Hoa Kỳ vào năm 1984 và lúc đó thì thưa quý vị, anh mới có 17 tuổi mà thôi, và trong túi anh lúc đó chỉ có 2 Mỹ Kim. Và trong suốt cái thời gian anh đi học đó, anh đã phải làm việc bán thời gian cho các nhà hàng, và vào những ngày cuối tuần đó thì anh làm giữ an ninh cho bệnh viện. Và mức lương lúc đó anh chỉ thâu về có 350 Mỹ Kim thôi thưa quý vị. Và sau đó thì anh, sau khi mà anh hoàn tất bậc cử nhân với văn bằng điện toán, thì anh tiếp tục đi lên để lấy văn bằng tiến sĩ. Và sau khi anh tốt nghiệp được văn bằng tiến sĩ thì anh đi ra làm cho một cái công ty có tên là công ty OneBook. Dạ. Và khi làm công ty cho công ty OneBook được một thời gian thì anh nghỉ việc để mà ra lập một công ty riêng cho mình với cái tên là One Display. Và On Display này đó, anh, công ty của anh chuyên cung cấp các thiết bị về software. Và vào năm 2000 thì anh đã bán công ty này và anh được lên chức tỷ phú. Anh tức bán công ty này với 1.8 tỷ Mỹ Kim. Dạ vâng. Và sau đó thì anh tiếp tục mở ra một cái công ty khác với lại một cái công ty mạng có tên là Lala.com. Và với Lala.com này anh cũng bán cho công ty Apple với trị giá là 80 triệu Mỹ Kim thưa anh. Vâng, cái người thứ hai mà chúng ta đề cập tới là anh Bill Nguyễn. Anh Bill Nguyễn cũng là người tới đây đó, là đầu tiên thì anh bán xe cũ và để anh tiếp tục đi học, nhưng mà sau đó anh lấy văn bằng kỹ sư và lấy tiến sĩ và anh trở thành một cái tỷ phú. Và anh bán lại cái công ty này với trị giá là 850 triệu Mỹ Kim. Đây là một cái bước rất là cao. Anh được liệt kê trong một trong những cái tỷ phú mà giàu nhất, nghĩa là ở dưới 40 tuổi. Dạ đúng. Dạ, phải không? Trong khi đó thì như anh Trung Dũng hồi nãy chúng tôi vừa trình bày đó, thì anh cũng đã rất là thành công, anh tỷ phú rất là sớm. Vì khi anh đến Hoa Kỳ mới có 17 tuổi và chỉ sau 16 năm, tức là năm 2000, thì anh đã lên tỷ phú, thì cũng rất là trẻ thưa anh. Lúc đó anh chỉ mới có 33 tuổi mà thôi. Vâng, còn một người nữa mà có lẽ là quý khán thính giả của chúng ta cũng biết rất là nhiều, đó là ông Trần Đình Trường, thưa anh Tuấn. Yeah. Ông Trần Đình Trường là một chuyên môn, là một nhà tỷ phú khai thác về vấn đề khách sạn. Yeah. Ở nhiều khách sạn ở New York, ông là chủ nhân. Yeah. Và cái số tiền đó là trị giá là trên 1 tỷ Mỹ Kim. Vâng. Thì đây cũng là một cái nhà tỷ phú mà chúng ta thấy đã thành công. Và ngoài ra thì có một số người nữa, thưa anh. Và chẳng hạn giống như là anh gọi là Chinh Chu. Dạ. Chinh Chu. Dạ, Chinh Chu. Là một financier ở Wall Street, phải không thưa anh? Dạ. Yeah. Vâng, coi như được liệt kê thành 1 tỷ phú
trong lúc anh ta chỉ trong vòng cỡ 40 tuổi, đại khái như 40 tuổi đến 50 tuổi, thì coi như anh ta là giám đốc quản trị tài sản của tập đoàn Blackstone và được đánh giá ra là một người rất là có cái năng khiếu về Wall Street Financial Matter. Cho nên chị rất là nhiều thành công, gọi là đây là một vài cái đơn cử mà thành công về kinh tế. Về kinh tế, tức là những người giàu của Việt Nam mà rất là trẻ, phải không? Mà nếu anh có cơ hội đi qua Bắc Cali thì cái thung lũng mà gọi là thung lũng qua vàng Silicon là Silicon, chúng ta sẽ thấy là đa số là những nhà triệu phú rất là trẻ, mà triệu phú đây không phải là 1-2 triệu mà 200-300 triệu trở lên, thưa anh, rất là già. Như vậy chúng ta thấy là trong cái cộng đồng, mặc dù là cộng đồng non trẻ, nhưng mà trong thời gian rất ngắn thì chúng ta có nhiều triệu phú và tỷ phú. Thì đó là những cái mặt thành công về mặt kinh tế. Nhưng mà về mặt khoa học gia, những cái chuyên gia về khoa học thì sao? Vâng, thì thưa quý khán thính giả, thì chúng tôi xin đề cập đến cái vấn đề y khoa trước. Thì theo cái tài liệu nghiên cứu cho biết thì tại Hoa Kỳ này hiện nay có vào khoảng trên 4.000 bác sĩ đang hành nghề. Và đặc biệt đó là có một vị bác sĩ rất là nổi tiếng, đó là bác sĩ Nghiêm Đạo Đạt. Thưa quý vị, ông là giáo sư khoa trưởng của một trường y khoa tại Pittsburgh. Và ông cũng là người nổi tiếng là đã đưa cái ngành phẫu thuật ghép tủy tạng vào cho những người mà bị bệnh cao đường ở loại 1, bị tiểu đường ở loại 1. Anh Tuấn có khoa học gia nào mà nổi tiếng nữa? Hình như là chắc chắn là trong cộng đồng Việt Nam thì ai cũng nghe đến cô Dương Nguyệt Ánh. Dương Nguyệt Ánh, phải không, thưa anh chị? Vâng, cô Dương Nguyệt Ánh thì rất là nổi tiếng rồi trong cái giới khoa học về chế tạo vũ khí. Chúng tôi còn được nổi tiếng là Bomb Lady. Chúng tôi cũng xin nói thêm là sau cái vụ 11 tháng 9 2001 thì chị Sương Nguyệt Ánh đó, và cùng với một số các chuyên gia cũng như là Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đã chế tạo, nghiên cứu để mà chế tạo trong vòng 67 ngày thì đã nghiên cứu ra một loại bom mà có thể tàn phá những cái ốc đảo, những cái hầm địa đạo. Có phải là bom đó đã dùng trong chiến tranh ở Afghanistan để mà tìm những cái hầm rất là sâu dưới đất để mà tàn phá đã và Chị Song Kim, còn những cái nhân vật nào mà chúng ta thấy là nổi bật nhất? Cũng liên quan đến vấn đề các khoa học gia đó, thì chúng tôi còn có được biết là có tiến sĩ vật lý Võ Đình Tuấn. Ông đã được một cái công ty uy tín ở trên toàn cầu có tên là Creator Scientific chọn là một trong 100 thiên tài của thế giới vào lúc bấy giờ. Vâng, giờ khi nãy thì chúng ta biết là cái cộng đồng của chúng ta là một sinh động. Và điều rõ ràng nhất là sau năm 1935, những người tới đây đó thì họ lập tức họ thành lập những cái cơ quan truyền thông, ví dụ báo chí. Và sau đó lần lượt đó, họ đã đi vào lĩnh vực truyền hình. Và chúng ta cũng biết là một số người Việt bạn trẻ đó, sau khi ra trường là chọn cái ngành truyền thông. Ví dụ như là cô Betty Nguyễn là một cái người mà phát ngôn viên của đài CNN và sau đó trở thành là bây giờ thì là bên CBS. Và được đánh giá là một trong 10 người mà có thể lôi cuốn nhất, hấp dẫn nhất của đài truyền hình. Vâng. Nếu vậy thì mình có thể tóm tắt rằng là bất cứ ngành nghề nào, nếu mà mình có cái đam mê, nếu mà mình có một cái chí hướng thì cứ đi vô ngành nghề đó và phát triển tột cùng, phải không thưa anh chị? Và mình chắc chắn sẽ thành công. Dạ vâng, thưa quý khán thính giả, như chúng ta biết là ở Hoa Kỳ có nhiều trường đại học danh tiếng như Yale, như Stanford hay là Harvard. Ngày hôm nay các bạn trẻ đã có mặt ở trong các trường đại học nổi tiếng này, và chắc chắn là người Việt Nam của chúng ta trong một thời gian không xa sẽ vượt qua rất là nhiều, vì các bạn đã chịu khó noi gương theo bố cha mẹ của các bạn và đi vào dòng chính. Thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta cũng không quên là các những người ở Việt Nam trong một thời gian rất là ngắn mà đã đi vào dòng chính, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì có dân biểu Hi Bôi Võ và dân biểu Cao Quang Ánh cũng như là dân biểu Trần Thế Văn ở trên kia. Và chúng ta cũng có thị trưởng như là anh Tạ Đức Trí ở Nam Cali và nhiều phó thị trưởng nữa, thì đây cũng là một điều hãnh diện. Và một hình như là một nghị viên ở Garden Grove mới là anh Chris Phan vừa mới đắc cử như là vài tháng vừa qua, thưa anh. Nhưng mà anh mới vừa cho khán thính giả biết là chúng ta hãnh diện là có những cơ quan truyền thông, nhưng mà anh không đề cập đến riêng đặc biệt tại Hilton của chúng ta có những người bạn trẻ đã làm chủ các cơ quan truyền hình, trong số đó có Việt TV,
có BYN, rồi có những cái đài khác mà những người trẻ hiện đang điều hành, thì đó là cũng là một điều hãnh diện cho cộng đồng người Việt tị nạn của chúng ta. Vâng, anh Ngô Lăng cũng là một người rất là trẻ, chủ nhân của V247. Trong một thời gian rất ngắn rồi anh đã mở thêm những cái công ty khác, ví dụ trở thành một cái hệ thống của V247 như là công ty điện của V247. Và bây giờ anh bước qua một lĩnh vực truyền hình mà chúng ta đang nói chuyện với quý khán giả ở đây, là một cái đài truyền hình bây giờ có trên DirecTV. Thì đây cũng là một niềm hãnh diện cho cộng đồng của chúng ta ở Hiếu Tinh cũng như các cộng đồng của các nơi khác, thưa anh. Trong quá khứ thì em có đọc và nghe, và hình như người Việt mình coi đây là một cái đất tạm dung, thì không biết là mình nên coi đây là một cái xứ sở gọi là để mà mình hòa nhập vào một, gọi là một cách 100% để mà mình giúp phát triển cộng đồng ở nhà. Không biết anh có ý nghĩ như thế không, thưa anh? Vâng, chúng ta mặc dù ở Hoa Kỳ là đất tạm dung, nhưng mà chúng ta cũng biết là sống ở đâu thì ăn cây nào thì rào cây đó. Do đó, nhưng mà cái nhiệm vụ của chúng ta là mặc dù chúng ta đã thành công trên xứ người, nhưng mà luôn luôn hướng về quê hương, đất tổ. Chúng ta biết là 90 triệu người dân ở trong nước, và đặc biệt là các bạn sinh viên không có cơ hội để phát triển, không có cái môi trường để học hỏi, và không có môi trường để sáng tạo cái tinh thần của mình để mà đóng góp phục vụ cho người dân cũng như phục vụ đất nước một cách hữu hiệu. Bởi vì cái chế độ đó, cái chế độ cộng sản đó, là họ coi như là độc quyền và độc tài lãnh đạo, cho nên khó mà đóng góp một cách tích cực, thưa anh. Vâng, thưa quý khán thính giả, thì chúng tôi vừa lượt qua những nhân vật tiêu biểu thành công mà làm vẽ vang dân Việt, làm hãnh diện người Việt tị nạn của chúng ta. Như chúng tôi đọc những cái tài liệu cho biết, thì người Việt của chúng ta có những cái bằng sáng chế rất là nhiều. Theo một tài liệu cho biết là có 300 người Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ, có khoảng 300 cái bằng sáng chế, mà trung bình cho mỗi người là 3 bằng sáng chế. Thì cái điều đó mà hồi nãy cái bản nghiên cứu nói rằng là có học vấn thấp nhất, thì cái điều đó thì cho chúng ta thấy là bây giờ khi chúng tôi đơn cử lên những nhân vật đó, thì chắc quý khán thính giả cũng nhận thấy rằng là cái bản tài liệu đó họ chỉ nhìn có một góc cạnh thôi, chứ họ không có, chưa có đào sâu đến tất cả những cái góc cạnh khác mà người Việt của chúng ta phải hãnh diện, đã làm cho người Việt của chúng ta hãnh diện. Vâng, công bằng mà nói thì em thấy là cái cuộc nghiên cứu này cho chúng ta biết những cái dữ kiện rất là raw, rất là chưa có được phân tích. Thì cái cuộc nghiên cứu này cần những cái buổi thảo luận như thế này để mình sáng tỏ, mình biết là tại sao có những cái dữ kiện như thế. Chẳng hạn nói thí dụ, người ta hỏi là cái năm học thôi. Thì bây giờ trở lại thì ở Việt Nam mình, thời kỳ chiến tranh, rất là ít trường ốc. Rồi thì tị nạn không được tiếp tục học nhiều, thì cái đó là làm cho cái số năm học, tại vì người ta hỏi là bao nhiêu năm học, người ta không có hỏi là mình có bằng gì, cho nên gì, nếu mà so sánh như vậy thì cái số năm học của mình, của cộng đồng của mình rất thấp hơn, thấp đi so với những cộng đồng khác. Những cộng đồng khác nói thì giả dụ Philippines, đất nước rất là thanh bình, học hành đến nơi đến chốn, có 12 năm trong trung học và 4 năm đại học, thì cái số năm học đó nó rất là căn bản. Còn người mình thì nó lại hơi thất thường một chút xíu. Dạ vâng, 30 phút vừa qua chúng tôi hy vọng là gửi đến quý khán thính giả về cái bản nghiên cứu của hai vị giáo sư của trường đại học Brown. Thì chúng tôi chỉ phản luận và chúng tôi nêu lên cái điểm nổi bật là cái cộng đồng của chúng ta là một cộng đồng rất là năng động, và trong một thời gian rất ngắn đã đạt những cái thành quả rất là cao. Và chúng tôi hy vọng các bậc phụ huynh đang nghe chương trình cũng như là các em và các bạn trẻ cũng phải cố gắng để mà vươn lên, và từ cái sự vươn lên nếu mình thành đạt thì nên hỗ trợ cho cộng đồng, cho đồng bào của chúng ta ở trong nước, để đất nước chúng ta sớm có dân chủ và đất nước của chúng ta sẽ có hạnh phúc trên toàn dân. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi đã hết giờ. Chúng tôi xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi và lắng nghe, cũng như là cảm ơn nhà sĩ Tuấn và chị Sâm Kim đã đóng góp trong chương trình này. Cảm ơn quý thính giả và cảm ơn Hoàng Bách, cảm ơn chị Công Sinh. Vâng, chúng tôi cũng xin thành thật cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình, và xin cảm ơn anh Hoàng Bách, anh Tuấn Trần, và xin được kính chào toàn thể quý vị.